Chào mừng các em học sinh đã đến với series giải sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 của Anh Ngữ Gym. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần Reading của Unit 2, Humans and the Environment. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua một số những từ mới nhé. Trên đây là một số những từ mới mà chúng ta sẽ được học trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, compulsory. Compulsory. Đây là một tính từ có nghĩa là bắt buộc. Từ thứ hai, chemical. Chemical. Đây có nghĩa là hóa chất, phải không ạ các em? Từ thứ ba, electrical. Electrical. Đây là một tính từ có nghĩa là thuộc về điện. Chúng ta có từ electric là điện đó, và electrical là tính từ của nó. Từ thứ tư, organic. Organic. Đây là tính từ có nghĩa là hữu cơ. Và từ tiếp theo chúng ta có material. Material. Đây là nguyên liệu. Từ thứ sáu, refillable. Refillable. Đây là một tính từ có nghĩa là có thể làm đầy lại. Chúng ta có từ refill là làm đầy, đúng không hả các em? Và từ số 7 chúng ta có resource. Resource. Hoặc chúng ta cũng có thể nói là resource. Resource. Đây có nghĩa là tài nguyên. Và từ cuối cùng chúng ta sẽ được học trong ngày hôm nay đó là sustainable. Sustainable. Đây là một tính từ có nghĩa là bền vững. Vậy thì sau khi chúng ta đã được học xong những từ mới thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài tập đầu tiên nhé. Ở bài tập này chúng ta sẽ cần nhìn những cái bức tranh ở bên tay phải và sau đấy trả lời một số câu hỏi. Ở đây chúng ta có 4 bức tranh và chúng ta có câu hỏi như sau. Which pictures show a green lifestyle? Why? Có nghĩa là những bức tranh nào thì thể hiện một lối sống xanh và tại sao lại như thế? Vậy thì cô sẽ có một câu trả lời mẫu cho các em như sau. Đầu tiên, in picture A, a man goes shopping with plastic bags. It doesn't show a green lifestyle. Trong bức tranh A thì một người đàn ông đi mua sắm với cả những cái túi ni lông và điều này không thể hiện lối sống xanh. Tại sao nhỉ? Tại vì plastic bags pollute the environment. À, vì túi ni lông thì làm ảnh hưởng tới môi trường. Tiếp theo trong bức tranh thứ hai, in picture B, we can see fresh food, which is better for our health. Ở bức tranh B thì chúng ta có thể thấy đồ ăn tươi, điều này là tốt cho sức khỏe của chúng ta. It shows a green lifestyle, điều này thể hiện một lối sống xanh. Và bức tranh C chúng ta có gì? Chúng ta có thể thấy một con đường đầy rác, vậy thì chúng ta có thể nói là in picture C, we can see a lot of litter on the ground. Trong bức tranh C thì chúng ta thấy rất là nhiều rác ở trên mặt đất. Dropping litter makes the streets dirty. Vứt rác bừa bãi thì làm cho các con phố trở nên bẩn. It doesn't show a green lifestyle. Điều này không thể hiện một lối sống xanh. Và bức tranh cuối cùng, bức tranh D, chúng ta thấy là in picture D, the sign advises people to turn off lights when they are not in use. Ở trong bức tranh D thì biển báo khuyến khích mọi người nên tắt đèn khi không sử dụng. This can save electricity and shows a green lifestyle. Điều này có thể giúp tiết kiệm điện hơn và thể hiện một lối sống xanh. Sang đến bài tập số 2, ở bài tập này chúng ta sẽ có một đoạn văn bản và chúng ta sẽ cùng đọc đoạn văn bản đó và chọn tiêu đề phù hợp nhất nhé. Đoạn văn bản như sau. More and more people adopt a green lifestyle. Ngày càng có nhiều người theo một lối sống xanh. It is a choice we make to change to a greener and more sustainable lifestyle. Đây là một sự lựa chọn của chúng ta để thay đổi sang một lối sống xanh hơn và bền vững hơn. There are many things you can do to become an eco-friendly person. Có rất là nhiều điều bạn có thể làm để trở thành một người thân thiện với môi trường. Here are some of them. Dưới đây là vài điều bạn có thể làm. Turning off your appliances when they are not in use. Tắt các thiết bị của bạn khi không sử dụng. This is one of the easiest ways to save energy and reduce your carbon footprint. Đây là một trong những cách dễ nhất để có thể tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon của bạn. It also helps reduce energy bills and prevent any dangerous situations such as a fire or an explosion. Điều này còn giúp giảm tiền điện và ngăn chặn mọi tình huống nguy hiểm như là cháy nổ. Buying products that are grown using more natural and organic methods. Mua các sản phẩm được trồng bằng phương pháp tự nhiên và hữu cơ hơn. This helps reduce the use of harmful chemicals in food. Điều này giúp giảm việc sử dụng các hóa chất độc hại ở trong thực phẩm. Organic food is better for us because it is safer and healthier.
Thực phẩm hữu cơ thì tốt cho chúng ta hơn bởi vì nó an toàn và tốt cho sức khỏe hơn. It also tastes better. Nó cũng ngon hơn nữa. Thứ ba, cutting down on plastic use. Cắt giảm việc sử dụng nhựa. This really helps the environment because it takes many years for plastic waste to break down into small pieces. Điều này thực sự rất là có ích cho môi trường bởi vì phải mất nhiều năm thì rác thải nhựa mới có thể phân hủy thành từng mảnh nhỏ. Bring a reusable bag when you go shopping and your own refillable bottle instead of buying bottled water. Hãy mang theo túi có thể tái sử dụng khi đi mua sắm và chai có thể làm đầy trở lại của riêng bạn thay vì mua nước đóng chai. Cuối cùng chúng ta có là recycling as much as possible. Hãy tái chế càng nhiều càng tốt. This prevents pollution because it reduces the need to collect new raw materials and protects natural resources such as water and trees. Điều này ngăn ngừa ô nhiễm bởi vì nó làm giảm nhu cầu thu thập nguyên liệu thô mới và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như nước và cây cối. So, don't throw away your used household items, but sort and recycle them. Vì vậy, đừng vứt bỏ những đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy phân loại và tái chế chúng. Vậy thì sau khi đọc xong bài đọc này, chúng ta có thể đoán được tiêu đề của bài đọc này là gì nhỉ? Chúng ta có 3 đáp án, đó là Green Living, lối sống xanh, Green Issues, các vấn đề xanh và Green Products, các sản phẩm xanh. Ở đây rõ ràng chúng ta thấy bài đọc đề cập đến lối sống xanh đúng không hả các em? Vậy thì đáp án chúng ta sẽ là A. Green Living. Sang bài tập số 3, ở bài tập này chúng ta sẽ cùng khoanh tròn vào nghĩa của những từ hoặc là cụm từ được in vàng ở trong đoạn văn bản vừa rồi nhé. Chúng ta có tổng cộng là 4 từ, đó là Sustainable, Organic, Cutting Down On, and Natural Resources. Lúc nãy chúng ta có học từ mới thì chúng ta biết được là Sustainable là một tính từ có nghĩa là bền vững. Vậy thì đáp án A, causing little or no damage to the environment. Gây ra ít hoặc là không gây ra thiệt hại tới môi trường. Đáp án B, bringing no benefits to the environment. Không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho môi trường. À, vậy thì sustainable chắc chắn đáp án phải là đáp án A, gây ra ít hoặc là không gây ra thiệt hại đối với môi trường. Câu số 2 chúng ta có organic. Đây có nghĩa là hữu cơ, vậy thì đáp án A, without the use of animal organs. Đây là không sử dụng nội tạng của động vật. Và đáp án B, without the use of chemicals, không sử dụng hóa chất. Vậy thì đáp án chúng ta chắc chắn sẽ là đáp án B rồi, không sử dụng hóa chất. Câu số 3, cutting down on. Đây là một cụm phrasal verb, cụm động từ, có nghĩa là cắt giảm. Điều này cũng có nghĩa là đáp án A, reducing, là đáp án chính xác. Trong khi đó, đáp án B, reusing, có nghĩa là tái sử dụng, là đáp án không chính xác. Câu số 4, natural resources. Chúng ta có natural là thuộc về tự nhiên, thuộc về thiên nhiên, và resources là các tài nguyên. Vậy thì câu số 4 là các tài nguyên thiên nhiên. Câu này đồng nghĩa với cả A hay là B nhỉ các em? A là material supporting life, những nguyên liệu mà hỗ trợ giúp ích cho đời sống, hay là materials harmful to life, những nguyên liệu mà gây hại cho cuộc sống. Đáp án sẽ là đáp án A, đây là những nguyên liệu giúp hỗ trợ và làm cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn. Sang đến bài tập số 4, ở bài tập này chúng ta sẽ đọc lại văn bản một lần nữa và quyết định xem là những cái câu này là đúng hay là sai. Nếu mà là đúng thì chúng ta sẽ tích vào true, chữ T, còn sai chúng ta sẽ tích vào chữ F, có nghĩa là false. Câu đầu tiên, green living is now compulsory for many people. Lúc nãy chúng ta có học từ mới là compulsory đúng không hả các em? Vậy thì từ này có nghĩa là bắt buộc. Đây là lối sống xanh bây giờ là bắt buộc đối với nhiều người. À, câu này là đúng hay là sai các em nhỉ? Chắc chắn là câu này sai rồi. Lối sống xanh là một sự lựa chọn của mọi người chứ không bắt buộc. Tuy nhiên thì chúng ta nên theo một lối sống xanh nhé. Câu số 2, turning off electrical appliances is an easy way to save energy. Tắt các thiết bị điện là một cách rất là đơn giản để tiết kiệm năng lượng. À, câu này chắc chắn là đúng rồi, mình sẽ tích vào true. Câu số 3, it takes a long time for plastic waste to break down. Nó mất rất là nhiều thời gian để rác thải nhựa có thể phân hủy. Câu này cũng là một câu chính xác, chúng ta tích vào true. Câu số 4, the use of refillable water bottles is not encouraged. Việc sử dụng những cái chai nước mà có thể làm đầy lại thì là không được khuyến khích. À, câu này chắc chắn là sai rồi bởi vì việc sử dụng chai nước này là được khuyến khích chứ đúng không hả các em? Vậy chúng ta tích vào false. Sang đến bài tập số 5, ở bài tập này chúng ta sẽ cùng thảo luận một số những câu hỏi sau. Câu hỏi đầu tiên, in your opinion, which of the suggestions in the test is the easiest way to live green?
À, theo ý kiến của các em thì gợi ý nào trong văn bản là cách dễ nhất để có thể sống xanh nhỉ? À, cô có một câu trả lời mẫu đó là: In my opinion, turning off household appliances when they are not in use is the easiest way to live green because we can do this right at home and we don't need any equipment or training for this. À, theo ý kiến của cô thì việc tắt các thiết bị ở trong nhà khi mà chúng ta không sử dụng là cách dễ nhất để có thể sống xanh. Bởi vì sao nhỉ? Bởi vì chúng ta có thể làm điều này ngay tại nhà và chúng ta không cần bất kỳ những cái thiết bị hay là việc huấn luyện đào tạo nào cho điều này. Đây chỉ thuộc về mặt ý thức thôi. Vậy là qua bài học ngày hôm nay chúng ta đã học được một số những từ mới cũng như chúng ta ôn luyện kỹ năng đọc, reading về chủ đề là con người và môi trường. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau của anh Ngữ Di nhé. See you soon!